Toàn cảnh chiếc sự Nga Ukraine chiều ngày 30 tháng 10 Mỹ sẽ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine Tổng thống Biden bật đèn xanh cho Ukraine trả đổ quân đội Triều Tiên Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược ở Donetsk Lữ đoàn 47 Ukraine phản công rượt lửa, chiếm các vị trí mới ở vùng Kursk Nga tiếp tục hứng ngày thiệt hại thảm khúc trên chiến trường Ukraine. Ông Putin thừa nhận khó khăn kinh tế khi lãi suất tăng vọt, cổ máy chiến tranh Nga đều đứng. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Quý vị thân mến, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã đề nghị Washington đặt tên lửa Tomahawk trên lãnh thổ như biện pháp răng đe. New York Times dẫn ngôn thạo tin cho hay Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk tại Ukraine như một phần của gói răng đe phi hạt nhân trong kế hoạch chiến thắng của ông. Kế hoạch chiến thắng do nhà lãnh đạo Zelensky đề xuất bao gồm 5 điểm với 3 phụ lục được bảo mật. Trong đó có lời đề nghị NATO ngay lập tức mời Ukraine gia nhập, dỡ bỏ các hạn chế áp lên vũ khí tầm xa từ viện trợ. Ông Zelensky cũng đề xuất phương Tây triển khai biện pháp răng đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên đất Ukraine nhằm gửi thông điệp tới Nga. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn hơn 2.400 km, gấp khoảng 7 lần tầm bắn của tên lửa tầm xa atac mà Ukraine nhận được từ Mỹ trước đó. Theo các nguồn tin, Ukraine đã không thể thuyết phục các nhà ngoại giao phương Tây về lý do tại sao họ cần Tomahawk. Số lượng mục tiêu của Ukraine ở Nga cũng được cho là vượt xa số lượng tên lửa dự trữ mà Mỹ có thể chuyển giao mà không gây nguy hiểm cho lợi ích của họ ở Trung Đông và châu Á. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecano cho rằng phương Tây nên nghiêm túc cân nhắc việc triển khai các gói vũ khí thông thường, phi hạt nhân có khả năng răng đe, ví dụ hệ thống tên lửa tầm xa trên lãnh thổ Ukraine sau khi cuộc chiến hiện tại khép lại. Ông Lecano nhận định kế hoạch của ông Zelensky là khởi đầu cho một lộ trình chính trị mà chúng ta phải đảm nhận để giúp Ukraine về lâu dài đặc biệt là đặt câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël phát đi tín hiệu rằng Paris ủng hộ kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Tuy nhiên, một số quốc gia NATO khác có quan điểm không tương đồng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev hoặc ủng hộ việc Kiev nhanh chóng gia nhập NATO. Trong khi các quan chức Hungary đã cảnh báo rằng cách tiếp cận như vậy có thể dẫn đến sự leo thang lớn. Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova đã bác bỏ kế hoạch của ông Zelensky, cảnh báo rằng Kiev đang đẩy các thành viên NATO tới một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Tổng thống Biden bật đèn xanh cho Ukraine trả đũa quân đội Triều Tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nếu quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vi phạm biên giới Nga-Ukraine, Ukraine phải trả đũa. Theo Reuters, ông Biden bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại tỉnh Kursk của Nga, nhấn mạnh một đe dọa tiềm tăng mà họ có thể gây ra cho Ukraine. Tôi lo ngại về điều đó. Ông Biden nói kêu bình luận về tình hình triển khai quân đội Triều Tiên gần biên giới Ukraine. Khi được hỏi liệu Ukraine có nên trả đũa nếu Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ của mình hay không, ông trả lời nếu họ xâm nhập vào Ukraine thì có. Tình báo phương Tây tin rằng một số ít binh lính Triều Tiên, những người ban đầu đến Nga để huấn luyện, hiện đã có mặt ở Ukraine. Một quan chức Mỹ cho biết, quân đội Triều Tiên đã bắt đầu hành quân về phía tỉnh Kursk và một số người khác đã có mặt ở đó trước đó. Theo đánh giá mới nhất của Mỹ, Triều Tiên đã gửi khoảng 10.000 binh sĩ đến Nga để huấn luyện và có khả năng chiến đấu chống lại Ukraine trong vài tuần tới. Vào ngày 28 tháng 10, Tổng thư ký NATO Matt Ritter cũng xác nhận rằng đội Triều Tiên đã hoạt động ở tỉnh Kursk của Nga. Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược ở Donetsk. Quân đội Nga kiểm soát chốt phòng thủ chiến lược của Ukraine ở vùng Donetsk, tiến sát trung tâm hậu cần Bokros, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Vào hôm 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Seledovo ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, bằng các hành động hiệu quả của cánh quân trung tâm thành phố Seledovo đã được kiểm soát hoàn toàn. Theo Task Seledovo, thành phố có khoảng 24.000 dân trước cuộc xâm lược, cách Bogrosk khoảng 13 km về phía đông nam. Bogrosk được cho là trung tâm hậu cần lớn bậc nhất của lực lượng Ukraine ở Donetsk, nơi nhận tiếp tế trực tiếp từ vùng Saborizia, phần chưa bị quân đội Nga kiểm soát. Theo TASS, sau khi kiểm soát Slidovol, quân đội Nga có cơ hội tiến quân đến Kordiloskaya, thành phố giáp Bolhrsk và cũng là cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine ở Donetsk. TASS dẫn lời một nguồn tin quân sự Nga cho hay, về việc mất Slidovol, hệ thống phòng thủ xung quanh Krasnoarmes của đối phương đã sụp đổ. Nguồn tin cho hay, trong các trận chiến ở Slidovol, Gorniak, Ukraine và một số ngôi làng khác. Đội phương đã mất một phần đáng kể lực lượng được bố trí để bảo vệ Krasnoyarsk. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh đánh giá Seredovsk là khu vực đô thị quan trọng cuối cùng ở sân phía nam Bokrovsk. Thành phố này cũng án ngữ đường cao tốc Y-50 nối Seredovsk với Bokrovsk. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh nhận định, quân đội Nga có thể sử dụng đường cao tốc Y-50 để tiến tới Bokrovsk nếu Seredovsk bị kiểm soát. Theo TASS, lực lượng Ukraine đã xa lầy ở Seredovo từ cuối tháng 9 và bị quân đội Nga khép vòng vây. Hôm 21 tháng 10, giới chức an ninh Nga tuyên bố lực lượng Ukraine ở Seredovo đã bị bao vây hoàn toàn. Quân đội Nga đã kiểm soát tất cả con đường ra khỏi Seredovo. Hàng nghìn binh sĩ Ukraine thương phong trong nỗ lực phòng thủ Seredovo nhưng thất bại, TASS đưa tin. Cùng ngày 29 tháng 10, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 3 ngôi làng ở Donetsk, bao gồm Katerinevka, Dorobonye và Gonyad, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Theo TASS, có một tuyến đường sắt quan trọng ở Donetsk chạy qua làng Gonyad. Ngoài ra, ở ngôi làng này còn có một số mỏ than lớn. Việc Gonyad bị kiểm soát có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành khai thác than ở Ukraine. Lữ đoàn 47 Ukraine phản công rực lửa, chiếm các vị trí mới ở vùng Kursk. Các binh sĩ của lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 đã chiếm được nhiều vị trí mới của quân Nga trên lãnh thổ Kursk. Các đơn vị của lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 đã thực hiện bước đột phá mới ở biên giới khu vực Kursk để hỗ trợ các nhóm tác chiến hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga. Xe tăng chiến đấu chủ lực BMT M1A1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh IFV M2A1 Bradley do Mỹ sản xuất đã tham gia vào chiến dịch này, tham gia trận chiến với binh sĩ Nga trong vành đai rừng. Các vị trí của quân Nga bị tấn công từ dàn vũ khí của chiếc KFV gồm pháo tự động 25 ly và pháo 120 ly của xe tăng Abrams. Ngoài ra, tên lửa chống tăng TOW-2 được phóng đi đã bắn trúng mục tiêu và phá hủy thành công hầm trú ẩn của Nga. Ngoài trang bị của Mỹ, còn có xe chiến đấu bộ binh Liên Xô, đó là những chiếc BMP-2 thuộc tiểu đoàn 130 của lữ đoàn 47. Cuộc tấn công tiếp theo của bộ binh Ukraine và tiểu đoàn xung kích 33 đảm nhiệm diễn ra với sự yểm trợ của liễu đoàn pháo binh 21 mang lại ưu thế hỏa lực trực tiếp. Việc pháo kích vào các vị trí của quân Nga được thực hiện bằng cách sử dụng đạn nổ mạnh cỡ 155 ly cũng như đạn chùm. Do thiết giáp sử dụng đạn khói tạo màn ngụy trang dày đặc nên lính Nga không thể sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng của mình. Ngoài ra, khói còn khiến họ không thể tiến hành bắn chính xác vào đoàn xe bọc thép của Ukraine và đây rừng nơi diễn ra trận chiến với quân nga được xác định nằm gần khu định cư obokhivka. Trước đó, quân đội ukraine đã phá hủy một số xe bọc thép bmp-3 và xe sts atmat ở khu vực Kursk. Công tác chiến đấu thực hiện bởi các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ độc lập số 103. Nga tiếp tục hứng ngày thiệt hại thảm khốc trên chiến trường Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, quân đội Nga đã mất 1.360 binh sĩ, 9 xe tăng và 72 máy bay không người lái trong vòng 24 giờ. Báo cáo được đăng trên X, trước đây là Twitter, bởi tài khoản của Bộ Quốc phòng Ukraine, cũng cho biết rằng Moscow đã mất 89 xe, 45 hệ thống pháo, một hệ thống phóng tên lửa đa nòng và 10 thiết bị quân sự đặc biệt trong cùng khung thời gian. Nếu số liệu mới nhất của Ukraine chính xác, thì tổng số quân Nga thiệt hại kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược năm 2022 là 692.080, số xe tăng thiệt hại là 9.129 và số UAV thiệt hại là 17.939. Nga không thường xuyên công khai thương vong quân sự của mình và các nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ về báo cáo từ cả hai phía của cuộc chiến. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine để xin bình luận qua email. Ước tính số người chết cực kỳ khó xác minh với các báo cáo từ cả hai phía, cũng như nghiên cứu độc lập, đưa ra các con số khác nhau. Moscow và Kiev hiếm khi báo cáo số thương phong của riêng họ. Vào ngày 20 tháng 10, Newsweek đưa tin rằng quân đội Nga đã mất hơn 24.000 quân trong vòng 3 tuần, trích dẫn dữ liệu từ lực lượng vũ trang Ukraine và thứ năm, số liệu thống kê từ quân đội Kiev cho thấy Nga có hơn 10.000 thương vong trong một tuần. Hôm thứ Hai, Moscow cho biết Ukraine đã có 2.000 thương vong trên khắp các mặt trận phía Đông Bắc và phía Đông nước này trong cuộc giao tranh ngày hôm trước. Vào tháng 9, Newsweek đã xem xét tổn thất về quân đội, xe tăng và pháo binh của Nga trong năm 2024. Theo số liệu của Ukraine, tổn thất hệ thống pháo binh của Nga đạt mức cao kỷ lục vào tháng 7 và tháng 8. Tháng 7, Moscow mất 1.520 hệ thống pháo binh, tiếp theo là 1.517 hệ thống vào tháng 8. Tháng trước, có thông tin cho biết 1.219 hệ thống đã bị phá hủy. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hơn 8 tỷ đô la pháo binh của Nga đã bị phá hủy vào năm 2024. Một trong những ngày tổn thất đáng kể nhất của lực lượng Nga xảy ra vào ngày 22 tháng 9, khi lực lượng Ukraine vô hiệu hóa 81 hệ thống pháo binh chỉ trong một ngày. Bộ này cho biết trong một bài đăng trên X, Gần đây, tổn thức về xe tăng và xe thiết giáp của Nga cũng đã đạt đến những cột mốc đáng buồn khi quân đội Ukraine đầu tháng này cho biết tổn thất về xe tăng và xe thiết giáp của Moscow đã lần lượt vượt quá 9.000 và 18.000. Tháng 5 là tháng tồi tệ nhất của Nga về tổn thức xe tăng trong năm nay, với 428 xe bị phá hủy. Đó là tháng chết chóc thứ hai trong cuộc chiến đối với các đội xe tăng Nga sau tháng 10 năm 2023 với 521 xe. Những tháng tiếp theo, chứng kiến 359 vụ mất mát vào tháng 6, 300 vụ vào tháng 7 và 193 vụ vào tháng 8. Theo Bộ Tài chính Ukraine, dựa trên tính toán của Forbes Ukraine, tổng chi phí thiết bị mà Nga mất tại Ukraine hiện lên tới hơn 73 tỷ đô la. Ông Putin thừa nhận khó khăn kinh tế khi lãi suất tăng vọt, cổ máy chiến tranh Nga đều đứng. Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga và tình trạng thiếu hụt lao động đã góp phần gây ra tình trạng bất ổn kinh tế ở nước này. Ông chủ điện Kremlin đưa ra bình luận này vài ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất chủ chốt lên mức kỷ lục 21%, cao hơn mức khẩn cấp 20% được áp dụng sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine khi phải đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây và sự cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Bất chấp lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây đối với Nga, tháng này IMF đã nâng ước tính về mức tăng trưởng GDP của nước này trong năm 2024 từ 3,2% lên 3,6%. Một điểm được Putin lưu ý trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức cấp cao và thứ Hai. Tăng trưởng kinh tế của Nga được thúc đẩy bởi mức chi tiêu quân sự kỷ lục, nhưng tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng hơn do mất quân ở Ukraine và tình trạng chảy máu chất xám của những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự đã thúc đẩy lạm phát mà ngân hàng trung ương đã cố gắng kiềm chế. Ông Putin nói, những khó khăn và mất cân bằng vẫn còn trong nền kinh tế. Chúng chủ yếu là do những điều kiện khó khăn mà chúng ta xây dựng tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp và tài chính thống đốc ngân hàng trung ương Elvira Nabolina đã tham dự cuộc họp. Bà cho biết vào thứ Sáu tuần trước rằng cần phải có chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn vào năm tới và đề xuất lãi suất chủ chốt có thể còn cao hơn nữa khi ngân hàng họp lần cuối cùng trong năm nay vào tháng 12. Và thứ hai, Tổng thống Nga đã đề cập đến các vấn đề do lệnh trừng phạt bên ngoài, cũng như thiếu hụt nhân sự, công nghệ và hậu cần. Những yếu tố này được phản ánh trong số những yếu tố khác và động thái của giá tiêu dùng lạm phát là 8,6%, cao gấp đôi mục tiêu 4% của ngân hàng trung ương, mục tiêu mà lãi suất chủ chốt đang tăng muốn giải quyết. Rescar Ross, nhà phân tích thị trường tại Invest Conotosia.com cho biết với newsquick rằng, những đợt tăng giá này đã làm tăng đáng kể chi phí cho các khoản vay mới và các khoản vay lãi suất thay đổi. Đã có những đợt tăng giá lớn về giá thực phẩm, vận tải và vật liệu xây dựng. Đồng rút Nga tiếp tục suy yếu Mặc dù lãi suất thực tế cao, chuyên gia Gross cho biết ám chỉ đến tỷ giá đồng tiền Nga so với đồng đô la Mỹ hiện đã vượt quá 97. Trong hơn một năm, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải chống chạy với tình trạng lạm phát CPI gia tăng. Ông Gross cho biết Ngân hàng Trung ương lo ngại về các yếu tố gây lạm phát như lệnh trừng phạt đối với các sản phẩm nhập khẩu và chính sách tài khóa mở rộng của chính phủ. Những biện pháp này nhằm mục đích hỗ trợ đồng rút đang suy yếu. Ông nói, Tuy nhiên, quyết định này khó có thể làm suy yếu nền kinh tế Nga, vốn đang nợ khoảng 15% GDP, mức thấp kỷ lục so với các nước phương Tây. Đồng thời nói thêm rằng, lãi suất cao chủ yếu sẽ tác động đến người dân, chứ không phải chính phủ. Tuy nhiên, Vasily Ashrop, một chuyên gia về kinh tế Nga, tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Vinh, nói với Newsweek rằng, đồng thái chống lạm phát bằng mọi giá bằng cách tiếp tục tăng lãi suất chủ chốt của ngân hàng trung ương là sai lầm. Ông cho biết việc kiềm hãm nó bằng các biện pháp chính sách tiền tệ hạ khắc chỉ dẫn đến đình trệ các khoản đầu tư tư nhân, do đó làm trầm trọng thêm vấn đề tắc nghẽn nguồn cung trong tương lai mà ngân hàng tuần ương và nhiều ngân hàng khác đang than phiền. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews ptv gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.